Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một cái dòng mic Shure UGX20 hai la mã với phiên bản 4 dâu, hàng chuẩn loại 1, mên đỏ, mạch đỏ. Vâng, với thiết kế màn hình rất là đẹp. CH hiển thị 3 số, kênh 2 và kênh 1, CH196. Với volume thì hiển đèn nét rất là màu xanh, rất là đẹp. Và đây là nút set khi mà các bác để mất tần số với tay mic, các bác có thể set tần số thay lại. Và đây cũng là hai chiếc mic mà bên em đang test, một chiếc là gửi cho chú Nguyễn Hoàng, gửi cho chú Nguyễn Hoàng ở phường Trà Nóc, Bình Thụy, tỉnh Cần Thơ. Xin trân trọng cảm ơn chú. Và con bác ở Hải Dương xin trân trọng cảm ơn các bác đã tin tưởng và đặt hàng bên Nghĩa Thơm Audio. Vâng, và đây là cháu đang test để trước khi gửi hàng cho các chú ạ. Với tính năng rất là hay, bắt sóng rất là tốt, ổn định. Và tiếng mic thì rất là hay. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lê. Vâng, và thưa chú Hoàng, là với cặp mic này cháu gửi cho chú là đang hoạt động rất là tốt. Cháu sẽ test một ca khúc karaoke, xin mời chú và quý vị cùng cảm nhận cái chất âm với khả năng trình diễn karaoke rất là tốt. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của bên em. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn chú Hoàng và chú Huân đã tin tưởng đăng ký ủng hộ sản phẩm của bên em. Với cặp mic này thì được bảo hành 1 năm các bác nhé. Vâng, và bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em để đặt hàng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn.